gì á, mà chút cà phê đó rồi. Chút này nhỉ. Lát một chiếc tinh gì á, mà chút đâu rồi. Hôm nay cũng bị mệt đấy ông này. Còn tặng rupi mới còn hai chở nè. Nhưng ngày lãng khai em thấy không? Anh đi bán khai mùi là lụa của nó à? Vậy không bị ra đấy thế mà? Cái chai thì nắm không?
vô côn tàu sầm nhãn đúng không? Vô côn Cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại.